sẽ hiện cái đây sẽ của mình sẽ bị phô ở cái là mấy mình đúng. Nếu mà anh đi hai mặt là em làm lại nha. Yeah. Anh vô cái này làm biết rồi đúng không? Vô cái chả biết control banner. Cái hình mấy này đi qua lớp chuột phải vô chọn cái winter option property này, anh chọn phần này, này ở dưới này nó sẽ có cái phần hai slide này, hai mặt này. Anh chọn vô cái phần hai slide này thì nó sẽ in hai mặt apply ok lưu lại rồi bây giờ anh in lại nha. Anh đo cho dễ nha, ví dụ như em để cái này ở dưới này. Em để cái giấy này ở trên này. Anh lưu ý là khi mà em để cái giấy trên này, nó sẽ hút vô một đoạn đó. Anh để dưới cái tờ giấy dưới này nha, ở dưới này khi anh để vô đây nè thì nó sẽ hút cái tờ giấy vô một đoạn. Khi mà cảm giác cái tờ giấy này anh rút ra nó thấy nó cứng cứng á, còn nhiều khi mà đưa vô mà nó chưa có hút đó. Có nghĩa là mình chưa đưa chưa tới. Khi nó chạy thì nó sẽ không có in tờ dưới mà nó in tờ ở khay dưới á.